Thưa quý vị, thời gian qua, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn đồng hành tiếp sức cho các hợp tác xã tháo gỡ khó khăn về vốn thông qua hình thức cho vay với lãi suất ưu đãi. Từ nguồn vốn vay này, nhiều hợp tác xã có điều kiện duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo việc làm cho lao động địa phương. Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho vay với mức lãi suất chỉ 6,6% một năm. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động tháng 9 năm 2010 đến nay, quỹ đã trợ vốn 59,7 tỷ đồng cho 121 lượt phương án, dự án, pháp nhân là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nhờ nguồn vốn vay mà các hợp tác xã có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, đóng góp quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới.